Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 26 tháng 7, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Văn Tuấn, 36 tuổi, trú tại xóm 1, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi ở hiện tại ở dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến mới nhất sau khi cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hưng Hà tiến hành điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An. Liên quan đến vụ án, trước đó đã có 10 người nguyên là lãnh đạo huyện Hưng Hà, cán bộ lãnh đạo cấp phòng ngành của huyện Hưng Hà và lãnh đạo cán bộ cấp xã cấp thôn ở xã hồng an bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam gồm nguyễn xuân dương phó giám đốc sở khoa học và công nghệ thái bình nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hưng hà nguyễn tiên phong giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hưng hà nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện trần thị hải trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện hưng hà nguyễn anh hoàn giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện hưng hà trần đức quang lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, Đường Khắc Thủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng An, Trần Ích Vinh, bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, Trần Quang Bảo, trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, Đường Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, Trần Hữu Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An. Theo điều tra, năm 2018, các bị can nêu trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối với các đối tượng có liên quan.